Vâng, xin kính chào bà con. Rất vui lại gặp bà con trong video ngày hôm nay của Chuyện Nhà Nông. Thực sự là trong cái thời gian vừa rồi thì gần như các cái video chia sẻ về cái kỹ thuật chăm sóc con chuẩn hương cũng như là các cái bệnh của con chuẩn hương thì gần như là tôi đã chia sẻ hết trong các cái video vừa rồi. Và thực sự là cũng không biết nói về cái chủ đề gì nữa. Cho nên nếu như bà con có thắc mắc gì về kỹ thuật nuôi hay là chăm sóc về bệnh của con chuẩn hương ấy, thì có thể là chúng ta bình luận trong các cái video hoặc là liên hệ trực tiếp qua điện thoại và Zalo thì tôi sẽ chia sẻ cho bà con về theo các cái chủ đề mà bà con đang có nhu cầu. Và vừa rồi thì cũng có bà con hỏi là cái con chuẩn hương thì nó có bị trùng huyết hay không, thì nói chung là đối với động vật ấy, thì cái vấn đề trùng huyết nó vẫn có chứ không phải không. Tuy nhiên nó có ở cái mức độ cũng không phải là phổ biến lắm. Cho nên cái việc mà trùng huyết thì chúng ta cũng không đặt nặng cái vấn đề này. Tuy nhiên thì ở các cái trại thì đều phân ra các cái con của từng đàn một khi mà được tách đàn ra, và thông thường ấy thì người ta thường nhốt riêng đực và cái riêng ra để làm gì, để coi như là không nhầm lẫn giữa cái gì, những cái đàn mà cùng bố hoặc cùng mẹ, đúng không ạ? Đó. Chính vì vậy mà bà con cũng không lo về vấn đề là trùng huyết. Ở mỗi trại thì đều có cái sự phân loại cụ thể rồi. À, đây là những cái con chuẩn hương đang được hơn 3 tháng tuổi. Đây là những con sẽ được gầy giống cho sinh sản. Nhiều bà con thì cũng hỏi là con chồn mà 2 tháng tuổi như vậy thì nuôi có đạt hay không. Thì thực sự bà con là đối với những cái con chồn mà nó đã khỏe mạnh rồi thì trại mới xuất bán. Thường thì nó được 1 tháng 15 ngày là nó đã ăn rất là tốt rồi. Và 2 tháng là nó có khả năng ăn uống như một con trưởng thành rồi. Cho nên là nếu như mà con tròn hương mà nó chưa ăn được, nó chưa khỏe khoắn ấy, thì cũng không phải là trại nào cũng xuất bán đâu. Tại vì nếu mà như vậy thì đâm ra mang tiếng cho trại, mà rồi đâm ra rủi ro cho cái người mua nữa, người nuôi. Chính vì như vậy nên là bà con yên tâm. Chủ yếu là làm sao chúng ta lựa chọn và biết được đâu là cái trại giống uy tín, đúng không ạ? Con này thì được 3 tháng tuổi này.
Cũng có bà con lại hỏi tại sao mà cái con trọn hương ban ngày nó lại cứ nằm nó ngủ thiếp đi như vậy. Thì thực ra là đặc tính của con trọn hương đấy là ban ngày nó ngủ, mà buổi tối nó mới hoạt động, cho nên là bà con đừng lo lắng rằng nó bị làm sao, đấy là bình thường thôi, cái đặc tính của nó là nó ngủ ngày đấy. Thế như con này như vậy này, ban ngày là nó chỉ nằm thế này thôi, buổi tối thì nó bắt đầu mới hoạt động đấy, nó mới chạy nhảy nhiều hơn. Đây là những cái lứa tròn hương 3 tháng tuổi nhé. Thân hình nó thon dài này, đấy đây là lứa tròn 3 tháng tuổi này, tôi đang gầy giống để sinh sản đấy. Rất là hiền. Thực sự là trong cái thời gian vừa rồi thì cũng không gầy đàn được. Thế nhưng mà đợt này thì tôi quyết định là tôi sẽ gầy đàn ra để phát triển cái tỷ lệ con bố mẹ sinh sản ấy nhiều hơn. Đối với cái nuôi con thuần hương này đấy, thì tôi luôn đặt cái tiêu chí là về chuồng trại ấy, luôn phải thoáng sạch sẽ. Và cái nữa là làm chuồng thì cái diện tích nó cũng phải chuẩn, thì cái con chuồn hương nuôi nhốt ấy, nó sẽ được vận động. Chứ nếu mà chúng ta làm chuồng mà nó chật chội quá hoặc là nó không có thông thoáng ấy, thì cái con chuồn hương nó cũng sẽ không khỏe mạnh. Ban ngày thì nó cứ nằm thế này thôi. Chờ buổi tối thì bắt đầu nó mới năng động hơn. Đó, con này được 3 tháng tuổi này. Rất là dài. Video này thì đến đây là hết nhé. Hẹn gặp lại bà con trong các cái video sau.